Duy cũng nói tới kem dưỡng này luôn, tại thật ra Duy thấy là kem kem dưỡng này nó có cái công thức khá là kiểu nhìn ba thành phần là nó giống tới gần như là 90% so với em serum này luôn. Tuy nhiên nó ở dạng gel rim mỏng nhẹ, tức là nó sẽ Duy nghĩ là nó sẽ phù hợp tiếp da khô hoặc là những làn da mà cần thon một cái lớp nó dày hơn là những loại serum mỏng như thế này. Cho nên Duy thấy đây là cái sản phẩm giống như là sẽ dành cho những bạn nào muốn tìm cái sản phẩm nền dày hơn để khóa ẩm trên da, hay là cắp ẩm dày hơn như những bạn nào mà da hay bị bong chóc thì có thể cân nhắc em này. Còn ra những làn da khác như da Duy thì sẽ ưu tiên sử dụng hơn, tại vì thích cái yếu tố mỏng nhẹ vừa phải trên da. Thì bởi vì khá là tương tự nên trong sản phẩm này thì nó cũng có một số những công nghệ tăng trưởng tế bào như là oligopeptide hay là công nghệ tế bào gốc á. Thật ra thì Duy nói cái này nó luôn là một cái tranh cãi trong cái ngành mỹ phẩm là thật sự những cái này nó có hiệu quả trên da hay không. Thì Duy nói thật sự là rất khó trả lời cho mình, mà trả lời là chắc chắn mình sẽ gây nên một cái kiểu lại là một cái tranh cãi khác. Cho nên Duy chỉ có thể nói mọi người là những sản phẩm này nếu mà quảng cáo đúng hay gọi là giới thiệu đúng với người dùng á, thì Duy nói là nó cấp ẩm phục hồi da rất là tốt, làm dịu da rất là tốt. Và đây sản phẩm này thì Duy thấy là cái nền cũng là nền bơ hạt mỡ, cho nên là khả năng khóa ẩm của nó phải nói là lên tới cực kỳ tốt rồi. Rất nhiều những cái kem dưỡng của những brand dưỡng mỹ phẩm cho dù đình đám tới cái nào thì hầu như đều là nền swollen hoặc nền bơ hạt mỡ các kiểu. Và tất nhiên bởi vì công thức nó giống serum nên nó cũng có HA giúp cấp ẩm nè, và dĩ nhiên cũng có swollen để giữ ẩm cho da luôn. Cho nên là bạn nào da khô thì Duy thấy cái này là cũng chân ái rồi, kiểu kết cấu vừa phải thì dĩ nhiên nếu thôi dày thì nó phải dày thôi, nhưng mà lấy một lượng vừa phải á, thì thôi trên da khá là mỏng nhẹ.